Chị là nhà chị đây hay sao? Không, chị tới chị phụ à. Chị tới chị phụ hả? Chị phụ đây lâu chưa? Lâu à. Bao khoảng bao lâu rồi chị? Khoảng bao lâu rồi? Dạ. Chị phụ đây khoảng bao lâu rồi? Mấy năm. Mấy năm luôn rồi hả? Vậy hả? Nhà đây làm lâu rồi. À, rồi là ảnh kêu chị ha, là chị tự biết chị tự làm phụ. Vậy hả? Là dạ, dạ. Là cái này là ngày nào cũng làm hay sao chị? Một tháng làm hai lần. Một tháng làm hai lần. Tháng 7 thì tháng 10 làm một tháng. Tháng 10 làm tháng 7 à. Mỗi người ấy thì một tháng 2 ngày. Dạ, 2 ngày là rằm với mùng 1 phải không? Dạ. Ủa rồi còn ví dụ như có những cái đòn giống vậy thì sao? Đột xuất hả? À, sao mà chị tới chị phụ phải không? Đi chơi không được. Dạ dạ. Làm cái này thì thấy vui không chị? Ngoài ra chị có làm thêm cái hoạt động từ thiện nào khác nữa không? Không. Làm cái này thôi phải không? Còn công việc này nọ nữa mà phải không? Dạ dạ. Rồi, cố gắng lên nha. Dạ. Cảm ơn chị nha. Nhiều quá. Chị ơi. Chị làm ở đây lâu chưa? Chị phụ đây lâu chưa? Mới hả? Vừa được bao lâu rồi? Mấy tháng? Trời ơi, mới mà 3 năm á hả? Là chị cũng tình cờ giống biết giống như chị kia luôn hay sao? Em ấy hả? Em ảnh hả? Em của anh chủ á hả? Dạ dạ. Ủa là mình làm đây khoảng được bao nhiêu người phụ chị? Vô từng là ai có được, ai có phụ. À, ai phụ được nhiêu thì phụ phải không? Dạ. Rồi chị chắc phụ thường xuyên phải không? Không, đây có em nó ít rồi. Chị là ít chứ hả? À. À, có em bé hả? Cho nên cũng hơi ít phải không? Dạ. Nhưng mà nói chung làm này thấy vui với ý nghĩa chị ha? Vui. Dạ. Ráng lên. Thực là bỏ bé thôi, anh ấy giữ. À, vậy hả? Dạ dạ. Cũng tội quá ha, phải sắp xếp công việc để đi làm từ thiện giúp đỡ mọi người hả? Trời ơi, cố lên ha, nói chung... Mắm đi anh. Được mắm á, có ăn á, cũng còn không? Hay được mắm không? Không, mắm lên, đỡ mình ăn á ha. Nói chung là tụi em cũng đi ngang mà được ăn vậy tụi em cũng bất ngờ, cũng vui lắm luôn á. Không ngờ là đoàn lại quen nhiều như vậy. Nhiều đoàn á. Dạ. Nhưng mà ở đây chắc cũng ít người làm giống vậy đúng không chị? À vậy hả? À dạ dạ. Rồi. Dạ. Rồi, cố lên chị hen, ráng làm để giúp thêm cho cộng đồng ha. Dạ, chúc chị sức khỏe nha. Dạ 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 dạ, anh chào chị. Rồi, anh tên gì anh hả? Anh tên Lâm hả? Là cái cơ duyên nào mà anh làm cái hoạt động này anh? Thấy khu vực này á, dạ. Trung thì không có con chay rất là ít. Dạ. Từ này tới ra miền Trung ra ngoài Bắc thì rất là ít con chay. Dạ. Nhiều đoàn đi ngang qua thì không có, mình cũng thường đi. Dạ. Nên tìm một địa điểm có quán con chay đó, cũng chơi có sức khỏe thì mở từ đó. Dạ. Là anh mở được bao lâu rồi? Mới nay từ năm 2012 là 7 năm rồi. Là anh quê ở đây luôn hay là sao? Anh quê Bình Định. Anh quê Bình Định hả? Dạ. Anh do lập nghiệp ở đây từ 2001. Đến 2012 là anh mới mở cái gọi là cái hoạt động này đúng không? Rồi anh làm xong rồi có ai ủng hộ hay là chung tay chung với anh không? Cũng có. Dạ. Cũng có nhiều người phải ghé ủng hộ. Dạ. Nhưng mà ý là người ta ủng hộ bằng cách hình thức như thế nào anh? Nhiều hình thức, có khi gạo, có khi rau, có khi trái, có khi tiền. Dạ. Nhiều hình thức. Rồi còn nhân sự để giúp anh thì sao, nhiều không? Nhân sự mình đây thì có mấy anh em rất là đến đây có, dạ. Thì, rất là đồng lòng. Dạ. Nhóm mình rất là đồng lòng, gì không có quán ngại thời gian đêm hôm mọi nói chung là lúc bất cứ khi nào mình cần bất khi nào mình cần ghé. Quán bên đường mà nhiều lúc đoàn đi đâu có hẹn giờ dắt. Dạ đúng rồi. Ghé lúc nào cũng được. Dạ. Có anh em. Dạ. Thì anh em ở mình đây có rất là anh em gắn bó lâu dài. Dạ. Nói từ xưa tới giờ. Ngoài ra là anh còn có thêm cái cấp cứu từ thiện nữa hả? Cấp cứu từ thiện thì cái cơ duyên mà dùng này nó bắn vẻ nó xa bệnh viện nữa. Dạ. Từ đây ra tới bệnh viện Phan Rang thì tới 35 cây số. Dạ. Mình thì ở đây mình thấy nhiều người bị tai nạn,
lúc mà chưa có xe thì mình thấy nhiều cái vụ tai nạn mà để mà tìm cái xe chở tới bệnh viện nó rất là lâu, cũng mất thời gian, không ảnh hưởng tới tới nhiều người và một số người không có thân nhân nữa. Mình cũng cũng ráng cố gắng từ ngày xe thì làm từ 24 mua cái xe xe gia đình, xe Matic á, sử dụng cơ duyên là từ đó nó nuôi. Thấy nhiều người ta không có thân nhân thì mình ráng lo. Là anh cũng người là người ta qua cứ khỏi con nguy kịch. Dạ. Là anh thân nhân mình tìm thân nhân người ta tới. Dạ. Rồi, có người thì không có thân nhân luôn thì mình cũng cố gắng mình lo luôn. Ồ. Coi như là anh là tài xế chính của xe đó luôn hả? Tài xế chính đúng rồi. Mình là tài xế chính và xung quanh người mấy anh em cũng có 5-6 người nữa đều lái xe được. Dạ. Nhưng mà anh ở nhà thì mình chạy không có thì cũng có anh em chạy. Dạ dạ. Coi như là đó là hai hoạt động chính của mình hay là còn hoạt động nào khác nữa không ạ? Có nhiều hoạt động nhỏ nữa như cứu trợ, đi cứu trợ tiếp đoàn, cứu trợ này. Dạ. Nói chung là những cái hoạt động nó nhỏ khác không? Ai bệnh viện cũng có giúp cho mấy người ở bệnh viện các cái trường hợp khó khăn á. Dạ. Nhưng mà những chuyện đó thì nó ít gì à. Ở mình đây thì bạn đồng quân nó cũng ít. Dạ. Cho nên nó cũng khó khăn. Dạ dạ. Chưa có làm được nhiều lắm. Thì rồi trong cái hướng sắp tới này anh có cái kế hoạch hay có hoạt động nào khác nữa không? Có, mình chương trình của mình thì mình làm từ xưa tới giờ. Ráng cố gắng giữ chương trình đó với lại hơn thêm. Đang kêu gọi tất cả mọi người cùng chung tay góp sức với mình. Dạ. Để giúp đỡ mọi người cho nên chương trình nhiều hơn. Dạ dạ. Giúp được nhiều người khổ hơn, nhiều người khó khăn hơn. Dạ. Đó là cái mong muốn của mình. Thì một mình và mấy anh em của mình thì cũng không có đủ sức. Thực sự là không có đủ sức. Dạ. Mình cũng nhiều trường hợp mình từ mình không đủ sức mình thấy cũng tội, rất là tội nghiệp họ. Dạ. Thỏa mãn được mình á. Không có đủ điều kiện để mình giúp phải không? Rất là đau lòng. Dạ dạ. Rất mong là cố gắng mình gom góp lại cho cả mọi người để tạo điều kiện cho tài chính, rồi cho mọi phương diện người nhân trợ tài chính cho nó đủ, giúp được nhiều người hơn. Đó. Nếu dùng mình đây nên động thì mình khô hạn. Dạ. Nắng gió. Dạ. Nắng như phan. Dạ. Nắng như rang mà gió như phan. Dạ đúng rồi. Cho nên về kinh tế dùng này rất là khổ sở. Dạ. Con dân rất khổ, rất là nghèo. Dạ. Mình cố gắng mình ráng giúp tối đa. Mình. Rồi vậy em cũng hy vọng là anh có nhiều cái sức khỏe ha, cũng như là mọi người sẽ chung tay để giúp đỡ anh trong thời gian sắp tới ha. Rồi, dạ cũng cảm ơn. Dạ rồi cũng mong tất cả các đoàn đi qua miền Trung nhớ ghé Cà Ná. Dạ cà cà ná. Dạ rồi quán cơm chay nghỉ ngơi tiếp xúc cùng đoàn. Dạ rồi hy vọng là có dịp nào đó tụi em sẽ gặp lại để ghé quán của anh cũng như gặp lại anh lần nữa ha. Rồi. Dạ dạ rồi cảm ơn anh nha. Dạ chào anh. Cô ở đâu vậy con? Long Hoa hả? Dạ. Đi từ thiện mà cô. À, cô hay đi không? Không, ít lắm, lâu rồi có gì cháu có đi á, mẹ anh Dương. Dạ. Là hàng xóm hay sao? Hàng xóm hả? Con cháu không nhà, cháu rủ đi. Rồi sao, đi xong rồi thấy sao? Cảm thấy vui. Vui. Vui là ngày hôm qua phát gạo đồ á, vậy vui á. Dạ dạ. Chứ mình từ nào giờ mình đâu có cái vụ này. Giờ bữa nay mình đi được chuyến đầu phát gạo, đồ cũng mê. Dạ. Chuyến sau đi nữa. Rồi ăn ở đây sao? Ăn ở đây thấy sao? Ngon. Nói chung là ý nghĩa phải không? Ý nghĩa tình đồng đội. Dạ dạ, không ngờ ha. Đi tới đâu cũng được mọi người giúp đỡ tới đó ha. Dạ dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Ngon con. Dạ rồi.